Mặc dù là biết là tiền vợ gửi vào ngân hàng nhá là lỗ so với lại lạm phát thì nhưng mà hàng ngàn người đã gửi vào ngân hàng với bây giờ theo tổng kết năm 2023 ấy, là 13,5 triệu tỷ nhá. Như các bạn biết rằng là lạm phát là như thế nào, tức là trước đây chúng ta ra chợ chúng ta cầm 500 nghìn chúng ta có thể mua được nhiều thứ, thì bây giờ chúng ta phải 1 triệu đồng hoặc là 800 nghìn chẳng hạn. Thì như vậy là tiền của chúng ta bị mất giá, và đồng thời nữa giá cả chúng ta nó bị tăng lên, đúng không? Từ điện này, rồi xăng dầu chúng ta cũng tăng lên, đúng không? Rồi tất cả các hàng hóa đều tăng thì gọi là lạm phát. Và như các bạn thấy không, lại đi ngược lại với thị trường hiện nay thì bất động sản lại đang giảm rất là sâu, đặc biệt như là Vinhome Ocean Park Hưng Yên, là Ocean Park 2 đấy, là chỗ Mega Grand World ấy, giáp đó, gần đó thôi. Thì giá của nó trước đây ví dụ là mua chủ nhé, mua là 10 tỷ rưỡi thì bây giờ lại chỉ có bán 8 tỷ 2 thôi, tức là giảm mất 2 tỷ rưỡi. Có những căn mà mua 17 tỷ bây giờ bán 12,3 tỷ thì thực sự là khủng khiếp đó, thì giảm rất là sâu. Thì quý anh chị nào quan tâm đến Vinhome Ocean Park Hưng Yên nhé thì có thể để lại cái bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ cái video này để cho bạn bè người thân của mình có thể là sở hữu những cái bất động sản giá trị như vậy, đúng không?